Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là anh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Đoàn kết, chuyên nghiệp, văn hóa, sáng tạo, Hội báo toàn quốc năm 2023 đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Đây là ngày hội lớn của những người làm báo trong cả nước. Hội báo toàn quốc năm nay thu hút 87 gian trưng bày ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý 1 năm 2023 với sự tham gia của 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí trung ương và địa phương cùng các gian trưng bày chuyên đề tiêu biểu của các liên chi hội, báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông. Hội báo toàn quốc mở cửa hàng ngày từ 8 giờ đến 18 giờ để công chúng tham quan và tham dự các hoạt động. Sáng nay ngày 17 tháng 3, tức ngày 26 tháng 2 âm lịch, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến tổ chức khai hội truyền thống Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân, vị vua gắn với truyền thuyết con rồng cháu tiên của lịch sử Việt Nam, đền có từ giữa thế kỷ 18. Theo truyền thuyết kể lại, vào năm 1740, chúa Trịnh Doanh ra uy đánh giặc phương Nam. Khi nghỉ chân ở bến đỗ trên sông, gặp mộng lành Quốc tổ báo trước cách đánh giặc nên bách chiến bách thắng. Nhờ ơn công đức Quốc tổ, triều đình đã cho xây dựng đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân tại khu Xích Đằng phường Lam Sơn. Năm 2018, đền thờ được khởi công phụng dựng trên nền móng của ngôi đền cũ với khuôn viên rộng trên 2,5 nghìn m². Vào ngày lễ hội truyền thống 26 tháng 2 âm lịch hàng năm, đông đảo nhân dân địa phương lại đến dâng lễ thể hiện đạo hiếu và sự tri ân tiền nhân. Điều đặc biệt là trong mâm lễ vật dâng đức Quốc tổ không thể thiếu sản vật gắn với các sự tích thời đại hùng vương là bánh chưng, bánh dày. Nhằm kịp thời động viên các chiến sĩ mới nhập ngũ phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của quê hương Phố Hiến, thành phố Hưng Yên vừa tổ chức đoàn đi thăm tặng quà các chiến sĩ mới nhập ngũ tại lữ đoàn pháo binh 164, quân đoàn 2, tỉnh Bắc Giang. Năm 2023, thành phố Hưng Yên có tổng số 139 chiến sĩ mới nhập ngũ tại lữ đoàn pháo binh 164 quân đoàn 2. Trải qua hơn một tháng nhập ngũ, được sự động viên giúp đỡ của chỉ huy các cấp trong đơn vị cùng với sự nỗ lực của bản thân, đến nay các chiến sĩ mới nhập ngũ quê thành phố Hưng Yên đều đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, tâm lý ổn định, sức khỏe và thể lực không ngừng được nâng lên, có sự chững chạc và trưởng thành rõ rệt, có nhận thức tốt về nhiệm vụ cách mạng, đồng thời nắm vững các nội dung của điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ. Tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng 1,4 triệu thuê bao di động, trong đó có trên 80.000 thuê bao chưa có thông tin trùng khớp với cơ sở quốc gia về dân cư. Quá thời hạn ngày 31 tháng 3 năm 2023, nếu khách hàng chưa cập nhật thông tin thuê bao sẽ bị chặn một chiều, hai chiều liên lạc, thậm chí là khóa tài khoản, chấm dứt hợp đồng. Do đó, việc chuyển hóa thông tin thuê bao đang được các nhà mạng cùng người dân tích cực phối hợp thực hiện. Những ngày này, lượng người dân đến các điểm giao dịch trực tiếp của ba nhà mạng lớn gồm Viettel, Vinaphone, Mobilephone trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng lên gấp nhiều lần. Người dân mang theo căn cước công dân gắn chip, điện thoại, SIM chính chủ và được hướng dẫn điền thông tin, hỗ trợ chuyển hóa từ nhân viên giao dịch. Việc chuyển hóa thông tin thực hiện xong trước ngày 31 tháng 3 để đảm bảo liên lạc hoạt động của thuê bao. Hưởng ứng chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên năm 2023, tập đoàn Hòa Phát ủng hộ 8 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh. Là doanh nghiệp lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tập đoàn Hòa Phát là một trong số các đơn vị đóng góp ngân sách lớn nhất trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Năm 2022, tổng số thuế, phí các loại mà tập đoàn Hòa Phát đóng góp cho ngân sách của tỉnh Hưng Yên là gần 970 tỷ đồng. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Hòa Phát luôn thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, xuất phát từ tâm với phương châm hòa hợp cùng phát triển. Nhiều ngày nay, phụ huynh học sinh ở trường tiểu học Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu rất bức xúc về các khoản thu đầu năm học tại trường. Ngày 16 tháng 3, nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã về địa phương để tìm hiểu sự việc. Theo đó, hàng trăm phụ huynh học sinh trường tiểu học Tân Dân bức xúc vì nhiều khoản thu phi lý như phát triển nhà trường 200.000 đồng, thông tin liên lạc điện tử 90.000 đồng, quỹ hội phụ huynh học sinh 50.000 đồng và hoạt động ngoại khóa 135.000 đồng. Ngay sau khi nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên về tìm hiểu sự việc, sáng ngày hôm nay, 17 tháng 3,
trường tiểu học Tân Dân đã tổ chức họp phụ huynh toàn trường để nghe những ý kiến phản ánh, đồng thời giải đáp những thắc mắc của các bậc phụ huynh. Tại cuộc họp, nhà trường đã thẳng thắn thừa nhận còn thiếu sót trong một số khoản thu. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường đã thống nhất sẽ trả lại phụ huynh học sinh 4 khoản tiền thu chưa đúng. Số tiền này là 475.000 đồng một học sinh. Tổng số tiền nhà trường trả lại là hơn 700 triệu đồng. Xin chuyển sang một thông tin rất đáng chú ý khác. Sáng nay, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã khen thưởng đột xuất cho chị Ngô Thị Thanh Thương, nhân viên phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, là người đầu tiên phát hiện thủ đoạn giả danh giáo viên gọi điện thoại cho các bậc phụ huynh thông báo học sinh bị cấp cứu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào trưa ngày 3 tháng 3 năm 2023, nhân viên Ngô Thị Thanh Thương, 32 tuổi, đã tiếp nhận hai trường hợp đến tìm người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hai phụ huynh cho biết đã nhận được điện thoại con bị tai nạn chấn thương sọ não nặng, phải chuyển tiền để phẫu thuật gấp. Nhận thấy sự việc bất thường và có dấu hiệu lừa đảo, chị Thanh Thương đã đưa hai phụ huynh đến đội bảo vệ trình báo sự việc, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên. Sự nhạy bén trong nhận định vấn đề và nêu cao tinh thần trách nhiệm của nhân viên y tế Ngô Thị Thanh Thương đã giúp cho bệnh viện nhanh chóng chuyển thông tin đến các cơ quan báo chí để cảnh báo cộng đồng về thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi của kẻ xấu, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số vụ lừa đảo và thiệt hại cả về tài sản và tinh thần cho cộng đồng. Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang làm việc với Tổng cục Hải quan về thông tin một số tiếp viên hàng không của hãng này xách hơn 10 kg nghi là thuốc lắc và ma túy trên chuyến bay từ Pháp về Việt Nam. Trước đó, ngày 16 tháng 3, trong chuyến bay VN10 chặng Paris-Pháp-Sài Gòn-Việt Nam, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hành lý của 4 nữ tiếp viên là Thờ, Quy, V và N. Qua đó, phát hiện trong hành lý của những người này có chất nghi, ma túy và thuốc lắc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Mới đây, nhà sáng lập Bobo Đặng đã có buổi ra mắt nghệ sĩ An, nữ ca sĩ ảo đầu tiên tại Việt Nam. Nhân vật này được ra đời dựa trên thuật toán AI cùng kỹ xảo âm thanh sống động. Tại sự kiện, An là đầu tiên trình diễn ca khúc đầu tay mang tên Làm sao nói thương anh với chất giọng ngọt ngào. Cô cũng gây ấn tượng với hình ảnh dịu dàng, trong trẻo cùng khả năng diễn xuất biểu cảm khá đa dạng. Toàn bộ thước phim trong MV đều là kỹ xảo hình ảnh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ca sĩ ảo đầu tiên tại Việt Nam gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người khen ngợi sự nỗ lực cầu tiến của ekip khi tiên phong mang đến một thần tượng ảo mới mẻ vào thị trường nhạc Việt. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng họ sẽ không theo dõi, không chi tiền để theo đuổi một thần tượng ảo. Vấn đề gây tranh cãi tương tự ở Hàn Quốc và các nước châu Á khi thần tượng ảo ra đời. Chuyển sang phần tin quốc tế, Hàn Quốc thông báo nước này sẽ xây dựng một trung tâm khổng lồ để sản xuất chip máy tính với khoản đầu tư trị giá 230 tỷ đô la Mỹ từ các công ty tư nhân. Phát biểu trước truyền thông, Tổng thống Hàn Quốc ông Yoon Suk-yeol cho biết tổ hợp siêu nhà máy chip lớn nhất thế giới sẽ được đặt tại khu vực đô thị Seoul, gồm thủ đô Seoul, thành phố lân cận Incheon và tỉnh Gyeonggi liền kề. Bộ Công nghiệp Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch sẽ được hoàn thành vào năm 2042. Kế hoạch xây dựng trung tâm chip lớn nhất thế giới nằm trong nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc để đầu tư mạnh vào các ngành công nghiệp mũi nhọn, bao gồm chip, màn hình và pin. Đây là các lĩnh vực mà những gã khổng lồ công nghệ của Hàn Quốc đã tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Trang trại năng lượng mặt trời New England lớn nhất của Australia vừa qua đã bắt đầu hoạt động giai đoạn đầu từ ngày 16 tháng 3, trong bối cảnh nước này đang đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi năng lượng nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Dự án trang trại năng lượng mặt trời New England ở phía bắc của bang New South Wales được thực hiện theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu đã hoàn thành với kinh phí khoảng 650 triệu đô la Australia. Việc hoàn thành giai đoạn đầu của dự án cho thấy quá trình chuyển đổi năng lượng của Australia đang diễn ra nhanh chóng. Nhà thầu dự án cho biết sẽ sớm bắt tay vào triển khai giai đoạn còn lại với công suất 320 MW. Tại thủ đô London của Anh, một con cá mập robot ăn nhựa đang được triển khai tại các con sông ở đây để giảm ô nhiễm nước trong khu vực. Con cá mập robot này đã được thả trên sông Thêm ở Canary Wharf, nơi nó có thể di chuyển khoảng 5 km trước khi cần sạc lại. Trung bình mỗi ngày, robot có thể thu gom tới 500 kg rác thải nhựa, tương đương với 22.700 chai nhựa mỗi ngày. Nó cũng sẽ thu thập các hạt vi nhựa và các chất gây ô nhiễm khác. Sau khi nhựa được thu gom, mục đích là để tái chế. Con máy này là robot hàng hải đầu tiên của London, được thiết kế để loại bỏ rác thải trôi nổi ở thủ đô và cũng có thể thu thập dữ liệu về chất lượng nước khi bơi.
Việc ra mắt robot là bước tiếp theo trong sứ mệnh giải quyết vấn đề rác thải nhựa tại London. Hy vọng sẽ khuyến khích người tiêu dùng thực hiện những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày để tái chế nhiều hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.